khá là nhiều anh chị kén chọn với cái dòng loa sách tay này, tại vì là cái kiểu dáng của nó khá là độc lạ và nó thiết kế bằng gỗ. Nhưng mà đây, hôm nay em sẽ chỉ ra những cái lợi ích mà những con loa này nó có được. Nó khá là nặng nha mấy anh chị, bằng gỗ, full gỗ nha, chứ không phải băng ép nha. Này, rất là chắc nè, cạch gõ vô là chỉ có đầu tay thôi, và hai con mic đi kèm của nó rất là đẹp, kim loại nha mấy anh chị, xét tần số điều chỉnh volume luôn. Rồi thì những lợi ích gì khi mà anh chị sở hữu con loa K3 Pro như thế này? Nó có một cái thiết kế là kiểu như là hướng nghiêng nghiêng 45 độ, thì khi mà mình hát karaoke như này nè, hai con bass 2 tấc và hai con chép như thế này đó, nó chìa thẳng vào, nó chìa thẳng vào cái khuôn mặt mình luôn đó. Cho nên là anh chị hát karaoke là kiểu như là loa sân khấu á, mình kiểm bao mình nghe âm được, nó cũng khá là hay, khá là thông minh. Rồi hai cái lỗ thông hơi thì nó sẽ nằm bên dưới như thế này, đây nó giúp cho nó lực hơn, âm thanh nó lực hơn nè. Ngoài ra thì nó còn có hai đường loa hai bên đây nữa, là hai con loa trung, rồi đánh ba hướng nghe luôn. Và trên bo mạch của con này á, nó cũng đầy đủ vang vợt để cho anh chị hát karaoke. Đây, reverb, delay và echo, và có hiệu ứng bass boost để cho mình nghe nhạc sàn luôn. Nó cũng có cổng optical, cũng có cổng HDMI đằng sau đây, cũng khá là nhiều. Đối với cái tiện ích của con loa này mang lại á, thì em nghĩ là đáp ứng đầy đủ luôn, kết nối vào TV, kết nối vào máy vi tính nè, được hết luôn. Có mic input này, có guitar luôn, lụm luôn anh chị ơi. Cổng sạc của nó thì sử dụng nguồn điện 220V. Con này pin, thời lượng pin của nó thì tầm khoảng đâu đó là hát karaoke nha, thì hơn 2 tiếng mà anh chị chỉ nghe nhạc không thôi, là tùy vào công suất mà mình mở thì có thể là lên đến là gần 4 tiếng luôn rồi mấy anh chị, được chưa? Thì một con loa có thiết kế như thế này, anh chị thấy nó lạ không? Em cũng thấy nó lạ mà. Thì cũng khá là nhiều anh khách kén chọn. Thì anh chị còn thắc mắc chi tiết gì nữa và muốn trải nghiệm thử em loa K3 Pro này thì cứ để lại comment cho em ha. Còn nghe muốn nghe tiếng nhạc của nó hoặc là nghe tiếng mic của nó cũng để lại comment cho em luôn nha.